Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi tham quan rau, củ, quả của hàng xóm nhà mình trồng nhé. Rất là nhiều loại luôn các bạn ơi. Củ cải nó trồi lên này đây nè. Nè, củ này bự quá. Bông hành với bông 10 giờ kìa, trắng trắng đỏ đỏ là đẹp nha. Hơi chua chua chút. Cái con cái này cũng đẹp nè. Cuốn rồi nè. Dạ thời tiết không có lạnh cho nên cuốn tốt lắm. Cái răm này bự dữ nè, cái này là chắc là cắt uống nước nè, cho nên nó mới không có xung xê dưới đất, nhưng mà cây này tốt quá luôn. Nè nè, lẽ bạn nấu nước uống cho mát, ra màu cũng đỏ. Bạn ở nền nhà mà trồng đủ thứ trang lung tung hết trang luôn nè. Bự xả quá bự. Đây có hai chậu nè. Này gieo rau dành cơm đây, kế bên là bông quốc nhật, bông đẹp nha, bông quốc nhật này. Quá tươi tốt. Chậu gấp cá quá tốt luôn. Lá son Nhật Bản, lá xanh thì trồng ở trong chậu kiển luôn nha. Cái đinh lăng vừa làm kiển mà vừa ăn luôn nha. Cái đọt non này nè, đọt non mềm mẻ chấm cà kho cũng ngon. Cho má luôn, cho má mới bắt đầu dặm mà đây, củ cải nó trồi lên này đây nè, đây cũng sắp ăn được rồi đó. Đây, củ này bự quá, đây có củ bự nè, cái ngọt nè, lớn quá. Xà lách là cũng tét gốc ăn nè. Này bự quá luôn nè. Gần này ăn củ mà ăn lá được luôn nha. Có nhiều người không có ăn lá. Cũng cây đẹp quá luôn. Rất là tốt. Có cái nền nhà còn trống mà trồng biết bao nhiêu thứ trong đó luôn mấy bạn ơi. Cây cà bự quá nè. Trái nhóc luôn. Màu đang có trái rồi quý vị ơi. Trồng dưới trên cái mương nước thì tốt. Là mấy cây quế vị nè. Ăn bánh tráng phơi sương nè, rất là ngọt. Hay là lá dứa nè, quá tốt luôn. Đám mà quốc nhật luôn nè. Hai hàng, một hàng bông quốc nhật, bên tay trái, bên tay phải là hàng cà. Hàng cà bắt đầu có bông, có trái vậy đây. Tơi quá tốt luôn. Lá thì to nè, tược thì nó non nè, quá ngọt. Giờ mùng tơi đây, chuẩn bị leo rồi đó. Làm bằng sậy thôi mà đẹp nha. Lên quá cà lên rồi nè.
nè. Đây cái vàng này ăn sao hết trời. Bông hành với bông 10 giờ kìa, trắng trắng đỏ đỏ là đẹp quá. 10 giờ có bông. Cái này là cắt được rồi nè. Ngon quá. Luộc ăn chấm chao ha. Ngon dữ lắm. Là bao nhiêu rồi? Vườn rau này vừa làm vừa trang trí luôn nha. Cải ở trong ở ngoài lấy bộ ngót nhặt nè. Trồng rồi cắt làm như cái viền vậy đó. Ôi, rau càng cua đây. Làm gỏi nha. Tinh dây lá nè. Thường thì trị ho, cảm cúm, xong đó. Còn nhai với muối là trị ho. Nấu canh chua cũng ngon. Nhưng mà thấy cũng có người là làm rau luôn á, để nấu ngót với cá rồi cũng ngon lắm. Trong nhà có cây này trái gió trở trời cũng tốt.